Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn Mời cô chú anh chị và các bạn nghe cái thông báo khẩn Ti dịch tễ trên địa bàn xã Đại Hòa Lộc Hiện tại tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã Đại Hòa Lộc huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre diễn biến hết sức phức tạp Với nhiều ổ dịch đang lây lan nhanh Các F1 liên tục có kết quả dương tính Một số F0 đã được phát hiện như sau 1. F0 Hà Minh BH ở Bình Quề 2, khu vực lộ trước cổng chào Bình Lộc, quẹo vào hướng ủy ban nhân dân xã ra Bình Lộc. 2 ổ dịch 5F0 ở Bình Quề 2, gia đình 3 người, nhà ông Nguyễn Văn An L sinh năm 1972 gần tập quán cô vui. 3 ổ dịch 2F0 Bình Quề 2, nhà chị Trần Thị D sinh năm 1995, khu vực gần quán cô vui vào hẻm 4 F0 Lương Văn D sinh năm 1961 ấp Bình về 1 gần cầu Dòng Binh 5 F0 Nguyễn Trường Minh T sinh năm 1991 Bình Quê 1 hẻm gần đến nhà anh thời y tế 6 ổ dịch 2 F0 Bình về 1 đường Đìa Cây Muối 2 vợ chồng F0 Trần Hữu H và Phan Thị Bích TH qua điều tra tuy vết có rất nhiều F1 và F2 tuy nhiên do F0 F1 chưa hợp tác tốt vì vậy có nhiều F1 F2 ngoài cộng đồng chưa khai báo y tế và cách ly theo quy định công an xã Đạo Hòa Lộc kêu gọi người dân tìm hiểu thông tin xác định 14 ngày trở lại đây mình có tiếp xúc với ai là F0 hoặc là người nhà của F0 thì nhanh chóng đến trạm y tế khai báo để được hướng dẫn cách ly phòng dịch test để kiểm tra Covid vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Đừng vì sợ cách ly mà làm cho tình hình dịch bệnh thêm phức tạp, lây lan dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Nếu ai biết mà cố tình không khai báo dẫn đến hậu quả làm lây lan dịch bệnh thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Dạ Vũ xin hết. Vũ cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã nghe cái thông báo khẩn.